Audio Jungle. Xin chào bà con. Hôm nay mình đang có mặt tại vườn của anh Mừng đây. Mình sẽ quay trực tiếp và hướng dẫn cho bà con xem về cái quá trình mà làm cành khoanh vỏ của cây bơ bút 4 năm tuổi trồng xen với cà phê. Thì bà con cứ xem mình quay rất là chi tiết cụ thể về cái việc mà làm cành và khoanh vỏ của cây bơ bút. Thì clip này mình quay trực tiếp tại vườn của anh Mừng thuộc km 72 thì nó là đeo tỉnh Đắk Lắk. Và vườn của anh thì cũng chia sẻ là hết mùa, nên năm nay anh hướng dẫn cho anh là mô hình mà khoanh vỏ. Vì trong cà phê này bà con biết rồi, dinh dưỡng rất là cao và xiết nước rất khó, nên mình cắt nước cho bà con dân bằng cách là khoanh vỏ. Thì clip này mình sẽ quay bà con rất chi tiết và hướng dẫn trực tiếp cho nhà vườn. Bà con cứ xem theo dõi video này. Cây bên đó anh. Rồi, đo một ngón tay. Dưới đây cho nó đẹp nè. Dưới đây nè, khoanh dưới đây cho nó trơn, khỏi dính cái gờ đó. Ngay đây. Lên xíu. Rồi. Anh để cái thẳng cái luôn khoanh này nè. Rồi, xoay vòng thôi. Cái đây hơi dài, không sao đâu. Cái đây hơi rộng á. Ừ, hơi rộng phải không? Không sao, lỡ không sao. Cái này anh đứng lên khoanh ba chỗ luôn cho tiện đi. Để hôm nay đứng, họ đứng đó cũng được. Rồi. Lên xíu xíu nữa. Rồi. Khoanh hết rồi là làm một lần luôn. Ngắn lại thôi. Rồi. Khỏe nhanh mà. Ừ. Đỡ được chi phí cắt nước. Anh bước này thì cẩn thận. Khoanh quả vải cho vào giá đó. Khoanh lâu. Xích lên xíu cho khỏi động anh. Rồi. Nếu mà bị dính ra mình bóp nhẹ cho nó nhả cái phần gỗ ra nha anh. Rồi lên trên xíu. Rồi. Rồi. Từ từ không nôn anh, lên xíu nữa. Rồi. Làm vài cây mình quen. Quen nữa mà. Mới làm anh làm vậy là quen rồi. Rồi.
Đám này là buổi không cái mấy. Ừ. Khoanh buổi sáng là xong. Rồi em cầm dưới. Rồi. Làm cành luôn đó. Làm sơ cái này luôn. Ai như cái này bấm bỏ luôn. Chết hết là khô chết hết rồi. Bỏ luôn. Có mấy đầu ngọn bỏ luôn. Giờ anh lên đầu ngọn bấm trước tất cả các đầu ngọn cho cây thoáng rồi nè. Anh quay bên đây nè, anh bấm bên đây trước đi rồi em chỉ cho thoáng nè. Bấm bên đây trước đi. Mấy tất cả đầu ngọn bấm hết cho em, ngay ngã ba bấm hết cho em. Đeo cẩn thận nha anh. Đó, bấm hết cho em đi. Cái này bấm cần cưa em lấy cưa cho. Đúng rồi, ngay đó. Xác luôn. Xác luôn anh. Sát cái ngã ba luôn, cái cành chỉ ngọn bấm bỏ luôn cho em. Trước mặt anh nè. Đứng cẩn thận anh. Rồi. Dưới tay á bấm ngay giữa đúng rồi. Ở đây này. Rồi bỏ luôn. Đúng rồi. Đó giờ anh làm hết một đường đó luôn. Bên này cũng bấm bỏ luôn. Cành này luôn nè, cành này với tới không? Ở trên đó đúng rồi, ngay đó luôn. Ngay cái tên luôn á. Không, dưới tên nè. Dưới cái tên đang cầm á. Đúng rồi, bấm cái đó. Đó, bấm cái đó là mục đích để ánh sáng nó vô. Anh thấy giờ thoáng hơn đúng không? Cái đó chỉ vô bỏ luôn cành dưới tên luôn, bỏ luôn cành đó luôn. Vì hai cành mà chỉ nhau là mình bỏ. Đúng rồi. Rồi bấm tất cả đầu ngọn nữa. Bỏ luôn. Đúng rồi, ngay đầu ngọn bỏ luôn cái ten á. Rồi. Đúng rồi, ngay đầu ngọn. Cứ ngay đầu ngọn là bấm bỏ hết cho em. Cành nó bỏ luôn. Cành mà vướng ngay người anh chỉ vô bỏ luôn cành đó đi. Đang trước cái tay anh đó. Rồi bỏ. Cái cành mà trên cái mũ anh bỏ luôn. Cái tay anh đang cầm á, chỉ vô bỏ luôn. Bỏ sát tay luôn. Rồi. Đầu ngọn trắng luôn anh. Cái cành này bấm đầu ngọn tới không anh? Cứ mình tỉ cái phần ngọn trước đi, rồi bắt đầu mình kiểm tra trong. Cái này bấm ngay cành xè cho em luôn nè. Đúng rồi. Đó. Cái đó bấm sát cành xè luôn, dưới cành xè luôn. Dưới cành xè luôn à? Ờ, bấm đi. Đó. Rồi, dưới đó bấm hết luôn. Hết luôn à? Không, cái đầu ngọn thôi, bấm ngay đầu ngọn thôi. Còn ở dưới là bấm ngay chỗ cái cây lòi ra luôn cho em nha. Rồi bấm nhẹ thôi, rồi.
Rồi còn cái cành ngồi dưới trước mặt anh đó, cành ngồi đây nè. Cái đó để em ho được cành bên kia kìa. Không, cái đó để xong rồi, bên đây xong rồi. Đó, đối mặt đối diện. Bỏ. Rồi, được rồi. Rồi còn cái đối diện trước mặt kia. Đây nè. Giờ còn cái cành này nè. Đó, bấm ngay cái dạng ná. Cái ná trên đó. Đó, dưới luôn cũng rồi. Rồi bên kia cũng nghe chặn ná luôn. Cẩn thận anh. Ra được không? Khó nghe chặn ná được rồi. Trên. Đúng rồi. Rồi trên bấm đầu ngọn luôn. Để em đưa cái cưa cho. Đây, cưa đây. Bấm này gạt ra nha. Có cần cầm cái kéo không? Rồi. Ở trên đó rộp á nha. Rộp á nhiều á. Đó. Đó trên chặng 3 anh bấm luôn đầu ngọn đó cho em. Bỏ luôn, bỏ đó đi. Rồi bỏ. Bỏ luôn. Hai cành lấy một cành thôi. Rồi cưa ra cành đó mới phóng được. Đó, lấy rồi đó. Và cái những cành con đỡ phải chết. Đúng không? Thấy chờ chết hết nè. Mấy này chết hết đâu, cả nó bông bỏ hết nhỏ nè. Rồi. Rồi, mấy cái đầu ngọn ngoài lắm, bấm hết cho em. Cưa luôn cành chỉ đi anh. Ê, lỡ rồi thôi. Cái ngón nó để lại phải không? Để lại, chưa cái cành dài nhất của ngọn á, chỉ lên trước ngọn á, ở giữa luôn á. Phải không? Đúng rồi. Rồi bấm hai đầu ngọn nữa là xong. Em bước ra cẩn thận xíu. Rồi. Rồi bên đây. Bên đây mấy đầu ngọn ngay đây nữa nè, bấm hết cho em khu ra nè. Sau lưng anh đó. Bỏ luôn đi anh. Rồi, cái đầu ngọn nó cưa ngay chặng 3 luôn. Dưới luôn, dưới này luôn. Dưới nữa. Đúng rồi. Rồi bắt đầu ngọn cây bên kia nữa được. Để râm gặp hoa. Rồi. Cắt luôn cho em đi. Xuống dưới này tỉa mấy cành dưới này nữa là ổn à. Đó. Rồi anh tỉa sơ mấy cành chỗ này nó được rồi. Mấy cành ngang rập cái đây nè. Đó, để được, để ăn trái được. Đây nè, chẻ khu ra nè. Đó, nghe đúng rồi, bỏ đi. Rập quá rồi. Cành này bỏ nè. Bỏ, có trái rồi. Bỏ trái luôn cũng được.
Rồi. Cái ngọn này nè, anh bỏ cái đoạn ở cho em đi đi. Bỏ cái đoạn đây nè. Đó, anh sáng vô được rồi đó. Anh sáng vô được mấy cành dưới đây, khả năng làm bông hoa được. Rồi, ổn quá anh nè. Cái này bón cho em 2kg đi. 2kg cà ri đỏ. Bón đi, không sao đâu. Cà cũng ăn hết mà. Vì bón ít quá bây giờ hấp thụ được, đất của anh là đất dốc rồi nè. Ừ. Anh bón chưa chắc là hấp thụ được 100%. Thì đây anh bỏ quanh bốn quanh trên miệng cà thôi. Đúng rồi, để nó trôi xuống vừa. Bốn miệng cà thôi. Nào cũng với cây 2kg. Vậy là hết 3 tạ kali hả?